kính chào quý vị. Trân trọng kính mời quý vị nghe tiếp tập 9 của tác phẩm The Sympathizer được dịch bởi ông Lê Tùng Châu với tựa đề Kẻ nằm vùng. Chương 10. Đạo diễn đến vào tuần sau đó ông ta làm một bữa tiệc chào mừng với đủ thứ thịt nướng, bia, bánh mì kẹp thịt, sốt cà chua Hens và một chiếc bánh to đồng như tấm trải giường đủ để lăn vào ngủ. Bộ phận đạo cụ đã tạo ra một cái vạc nấu bếp giả làm bằng gỗ dán và giấy bồi, thả vào ít viên đá khô, quăng tóm vào một cặp vũ nữ thoát y với mái tóc vàng nhạt từ một trong những quán bar quanh vịnh siêu bích. Việc của họ là thủ vai những phụ nữ da trắng bị dân bản làng luộc sống. Một nhóm nam thanh niên địa phương sốt sáng trong vai người bản địa, mặc khố và lắc những ngọn giáo trông gớm ghiếc cũng được tốt đạo cụ dựng lên. Cùng các vai phụ người Việt khác, tôi là đại diện lẻ loi của đồng bào tôi lang thang lẫn vào số trăm diễn viên và thành viên ekip với hơn trăm tạp vụ và đầu bếp người phi tân số dân địa phương này tưởng rằng người ta sẽ lấy khí ga đốt bếp và cắt cà rốt thả vào nồi luộc vũ nữ thoát y tôi thấy ngay việc quay phim sẽ tạo ra những câu chuyện về những người làm điện ảnh đến từ Hollywood được lưu truyền phóng đại trong nhiều thập niên trải dài qua các thế hệ tiếp theo. Còn các vai phụ thuyền nhân, họ sẽ bị lãng quên, không ai buồn nhớ các vai phụ. Dù tôi không phải vai phụ, cũng không phải là thuyền nhân, nhưng có một lực chảy cảm thông đã đẩy tôi về phía họ dòng chảy xa lánh đó đồng thời cũng đẩy tôi ra xa khỏi tốt người làm phim dù tôi là thành viên nó tóm lại tôi như đã về lại chốn quen thuộc tại một nơi không quen và theo lệ thường tôi đã làm y như cũ bằng cách kiếm cho mình một ly gin pha tonic thức đầu tiên vào buổi tối hôm đó tôi thấy mình giản dĩ hơn sau ly thứ tư hay thứ năm gì đó trong bữa tiệc này diễn ra ngoài trời đầy sao dưới một căn lều lập mái tranh to bự được dùng làm nhà hàng ăn tạm cho đoàn. Sau khi đùa với Harry vài câu, tôi xem các ông ekip súng đông quanh mấy cô gái da trắng trên sân khấu. Trong khi đó, một ban nhạc tóc vàng đến từ thủ đô Mani nhảy thình thình, hát lại một bản nhạc của Diana Ross thật hoàn hảo bạn có biết bạn đang đi đâu không và tôi liệu chừng có lẽ đó là một trong những ban nhạc phi luật tân đã có chơi ở các khách sạn ở sài gòn lúc trước đạo diễn ngồi bên rìa sàn nhảy trò chuyện với chàng thespian còn violet đưa đẩy với idol cùng bàn chàng thespian vào vai đại úy will Summers, idol là trung sĩ jay bellamy trong khi thespian khởi nghiệp khá lâu bên ngoài phố broadway thì idol là một ca sĩ thành danh với một bản nhạc ăn khách thể loại bubblegum pop khiến tôi nhức cả răng khi mới nghe The Hamlet là phim điện ảnh đầu tiên chàng trai trẻ chịu đóng đã tỏ rõ cam kết của mình bằng việc hy sinh đi kiểu tóc xù xì, được nhiều chàng trai tuổi teen bắt trước cho giống kiểu tóc lính Mỹ. Rồi tự nguyện qua khóa huấn luyện quân sự cần thiết cho vai diễn với lòng nhiệt tình của một hội viên chế dục thuần thành. Dựa lưng một chiếc ghế mây, áo thun trắng quần kaki vàng, lộ ra đôi ống chân không tì vết, vì không mang vớ trong đôi giày đi thuyền. Anh tươi mát như món kem ngay cả trong tiết trời nhiệt đới. Đó là lý do tại sao anh được nhiều người hâm mộ từ hào quang tự nhiên tỏa ra. Nghe đâu anh và Thespian không hạp nhau. Thespian là một tài tử của tài tử, không chỉ giữ trọn tính cách nhân vật toàn thời gian, mà còn giữ trang phục chỉnh tề nữa bộ đồ lính trận chi GI ai với giày bút trận anh mang là cũng với một bộ đã mặc ba ngày trước lúc anh mới đến và có lẽ là tài tử đầu tiên trong lịch sử đòi một chiếc lều con thay vì một cái nhà hộp tiền chế có gắn máy lạnh vì lính tác chiến thì không tắm cũng không cạo râu nên anh cũng y hệt họ vậy. Và thế là anh ta đã bắt đầu bốc mùi nhẹ hơn chút so với mùi miếng format ý. Đeo trên thắt lưng là một khẩu súng côn 45. Và trong khi tất cả các khẩu súng khác trên trường quay đều không có đạn hoặc bỏ không, thì nghe đâu súng anh mang có nạp đạn thật. Đó là tôi nghe một lời đồn đại có vẻ khá chắc chắn từ Thespian. Anh với đạo diễn đang nói chuyện về Fellini, còn Violet và chàng idol đang ôn lại chuyện về hộp đêm Sunset Strip. Không ai chú ý đến tôi cả, nên tôi vật vờ bước sang bàn bên cạnh, nơi các diễn viên Việt Nam ngồi. Nói cho đúng hơn là các diễn viên sẽ vào vai người Việt những ghi chú tôi đưa cho đạo diễn đã thực sự tác động đến các đổi thay cải tiến trong diễn xuất. Những tiếng hét bây giờ không còn đơn giản như trước mà là ấy. Một thay đổi trọng yếu khác là có thêm vào ba nhân vật Việt Nam với phần lời thoại thực. Một người anh trai, một cô em gái và một chú em nhỏ có bố mẹ bị vua công tàn sát. Người anh là binh, biệt danh là Benny, biệt kích mũ nồi xanh, căm thù vua cổng ngút trời. Anh yêu quý những người Mỹ đến làng giải cứu và làm việc cho họ với tư cách thông dịch viên. Cùng với một biệt kích bê xanh người da đen khác, anh sẽ phải nhận cái chết khủng khiếp nhất dưới bàn tay của vua cổng. Về phần cô em gái Mai, cô sẽ phải lòng chàng trung sĩ trẻ tuổi đẹp trai lý tưởng Jay Bellamy, rồi cô sẽ bị lính vua công bắt cóc và cưỡng hiếp. Đây là lý do chính đáng cho phép lính biệt kích mũ nồi xanh tận diệt hoàn toàn vua công không còn chút vết tích. Với cậu em nhỏ, cậu sẽ được đội lên đầu chiếc mũ danh kỳ trong cảnh cuối phim và được cơ đưa bay lên thiên đàng. Đó là đích đến cuối cùng chỗ gia đình Jay Bellamy ở St. Louis. Tại đây, cô cậu sẽ được tặng một chú chó tha mồi bằng vàng và được mang biệt danh là Daniel Boy. Như vậy thì tốt hơn là không có gì, phải không? Trong tâm trí ngây thơ của tôi, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng một khi phim có tạo ra tình tiết vai diễn người Việt thì sẽ được các diễn viên người Việt đảm nhiệm. Nhưng không, chúng tôi có tìm. Violet nói với tôi hôm qua khi có thị giờ cùng tôi ngồi nhâm nhi trà đá trên mái hiên khách sạn. Thật tình mà nói, chẳng có bất kỳ diễn viên người Việt nào có trình độ chuyên nghiệp. Hầu hết họ đều là những kẻ tài tử nên khiến cho các chuyên viên chỉnh sửa vốn cũng chẳng có mấy người phải làm việc quá mức họ phải được đào tạo hẳn hoi mới được anh thấy đấy hãy khoan vội phẩm bình phán xét mà ráng chờ tới lúc xem các diễn viên ấy diễn nhé thật không may là tôi không giỏi ráng nhịn phán xét violet nói như thế đã chứng tỏ chúng ta không thể đại diện cho chính mình mà được người khác đại diện, dù ở đây là bởi những người châu Á khác. Cậu nhỏ đóng vai Daniel bòi là hậu duệ mầm thuộc một gia đình tài tử khả kính người Tân. Nhưng nếu bảo cu cậu trông giống người Việt Nam, thì tôi cũng nhảy tót lên làm giáo hoàng được. Cậu bé chỉ dành dị là béo tròn trắng trẻo, được chăm dưỡng tốt để vào vai trong. The Hamlet. Một thiếu niên điển hình như thế thường được nuôi dưỡng mà không nhận nguồn dinh dưỡng nào khác trừ sữa mẹ. Tài diễn của cậu thì không còn gì phải nghi ngờ. Cậu chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trên trường quay. Khi lần đầu được giới thiệu, cậu đã diễn đúng một phiên bản cao cấp của phim Feelings. Theo lệnh mẹ, người hiện đang ngồi cạnh lo quạt cho con trong khi cậu uống soda. Trong suốt màn diễn của cậu, tình mẫu tử chứa chan của vị thần Venus này mạnh đến mức tôi bị cuốn vào những hoạt động của bà luôn. Bị bà thuyết phục rằng một ngày nào đó, nếu nghe lời bà, cậu sẽ bước lên sàn Broadway luôn. Bạn cứ nghe cách cậu nói truyền cảm và không trần trội đi. Bà nói khẽ vậy đấy. Đó là cả một bài học về thuật diễn thuyết. Cậu ấy nói không có giống như một người phi luật tân chút nào. Chính mình nói gương theo Thespian, Daniel Boy cũng khăng khăng muốn sống trọn vai mình và đòi được gọi là Daniel Boy thay vì tên thật là tên gì tôi cũng không nhớ. Nam diễn viên đóng vai anh trai không chịu nổi cậu trai trẻ Chủ yếu là vì Daniel Boy luôn được hoan nghênh nhiệt liệt một cách dễ dàng, ác nghiệt, bất cứ khi nào hai người xuất hiện bên cạnh nhau. Điều đó gây khó chịu cho James June, diễn viên có tiếng trên trường quay chỉ sau Thespian và Idol. June là người châu Á điển hình, một diễn viên truyền hình có gương mặt hầu hết mọi người đều biết, nhưng không nhớ tên họ sẽ nói Ô anh chàng người Tàu đó trong chương truyền cảnh sát đó hay đó là người làm vườn Nhật Bản trong bộ phim hài đó hay đó là anh chàng người phương Đông tên của anh ấy là gì nhỉ? Trên thực tế, Jun là một người Mỹ gốc Hàn độ tuổi 30 trên dưới 10 năm chuyên thủ vai người của bất kỳ tộc châu Á nào nên anh vừa đẹp người đẹp nết, dễ hòa đồng. Dù đã thủ nhiều vai diễn trên truyền hình, tuy vậy, rất có thể anh sẽ đi vào lịch sử nhờ một chương trình quảng cáo truyền hình định kỳ cực ăn khách, chuyên rao bán hàng xin một thương hiệu xào bông rửa chén. Trong mỗi quảng cáo, các bà nội trợ khác nhau sẽ phải chạm trán với hàng đống bát chén bẩn nhớp nháp khác nhau đầy gay go và mọi thứ sẽ chỉ được giải quyết khi có sự xuất hiện của cậu trai hiểu biết vui tính của bà người sẽ đề ra giải pháp cho bà không phải là một trang tu mi nam tử mà là trai xin mà anh ta lúc nào cũng sẵn sàng có vừa trơn tru vừa ngạc nhiên khi bà nội trợ gặng hỏi làm sao mà anh biết cách rửa sạch tinh khôn như thế lúc đó anh ta quay mặt về phía ông kính nháy mắt mỉm cười và thốt ra khẩu hiệu nổi tiếng toàn quốc Không tự nói hãy làm sạch với xin cũng không là khi jun là một người nghiện rượu khuôn mặt anh ta là một thước đo chính xác về hiện trạng đó màu ẩn hồng đồng bóng là dấu hiệu cho thấy rượu đã đi lên từ chân đến đầu vào miệng lưỡi và trí não qua cách anh ta tán tỉnh nữ diễn viên đóng vai của em gái dù anh ta không phải là người dị tính ái Jun đã lộ liễu thực hiện ý định tôi biết với hơn một chục con hào sống ở quán bar của khách sạn đôi tai ẩm ướt mở to của chúng như hóng nghe trộm cách anh ta thử gạ gẫm. Một cách nhẹ nhàng hòa bình không công kích, tôi nói, trong khi tay anh ta đặt lên đầu gối tôi. Tôi không hề có chiều hướng đó nhé. Dùn nhún vai và bỏ tay ra. Tôi luôn cho rằng một đàn ông ít nhất tiềm tàng đồng tính ở trong cho đến khi được chứng minh là không phải vậy. Anh ta nói, trong mọi trường hợp, bạn đừng trách kẻ đồng tính vì y đã cố thử với cái cười hoàn toàn khác với tôi xem xét kỹ cái cười của mình và tác dụng của nó với mọi người tôi biết rằng nó có giá như một thứ tiền tệ quốc tế hạng hai kiểu đồng phật lăng hay đồng đức mã vậy còn cái cười của yun là tiêu chuẩn vàng nó sáng đến mức ai nhìn vào cũng chỉ thấy mỗi nó thôi nó hoàn toàn áp đảo người nào biết anh ta đã chinh phục được khán giả có vai diễn cho xin như thế nào tôi vui vẻ mua cho anh một thức uống như để cho thấy là tôi không bị làm phiền vì anh ta gạ gẫm và anh cũng mua lại cho tôi một món khác và thế là chúng tôi lấy buổi tối đó làm một giao ước cho mọi tối về sau như jun đã thử với tôi cô lại thở với Aja Su, nữ diễn viên. Giống như tôi, cô là người pha chủng tộc, dù có một phả hệ tương tất hơn nhiều. Trường hợp cô là một bà mẹ thiết kế thời trang người Anh, còn bố là chủ khách sạn người Hoa. Tên cô được đặt thực sự là châu Á, có vẻ như cha mẹ cô lường trước rằng bất kỳ thế hệ con cháu nào chưa biết họ về sau sẽ nhận được hồng phúc tổ tiên với bản sắc gốc hoàn bị đủ để sống theo tên của cả một giải lục địa còn trong khuất mờ. Cô có ba thuận lợi, không giống ai so với bất kỳ người đàn ông nào trên trường quay, không kể trường hợp James June. Độ tuổi đôi mươi, người mẫu thời trang cao cấp và là một người đồng tính nữ ông nào trên trường quay cả tôi nữa cũng tin rằng anh ta có cây đũa thần có thể chuyển đổi cô trở về lại dị tính ái nếu không làm được vậy thì anh ta sẽ thu xếp cố thuyết phục cô rằng anh ta là dạng đàn ông tự do cởi mở với người đồng tính nữ không xem việc cô ta có quan hệ tình dục với người phụ nữ khác là chuyện gì khó ưa trong bọn còn có người tự tin tuyên bố rằng tất cả các người mẫu thời trang cao cấp đều làm tình với nhau giả sử chúng ta là những người mẫu thời trang cao cấp vậy thì theo lập luận đó chúng ta thích quan hệ tình dục với ai đàn ông hay phụ nữ đây kiểu đặt vấn đề như vậy là một chút xả hơi cho cái tôi nam tính và với hơi chút lo lắng bối rối tôi đã tiếp cận cô ấy tại hồ bơi của khách sạn. Tôi nói, xin chào. Không biết có phải do tiếng nói toát ra nơi cơ thể tôi hay một cái gì đó trong mắt tôi mà khi tôi dậm tiến xa hơn thì cô ấy đặt cuốn Jonathan Livingston si gạo xuống và nói Anh rất đáng yêu nhưng không phải tiếp người tôi thích. Không phải do lỗi anh đâu anh là đàn ông một lần nữa thật kinh ngạc nó giống như tôi chỉ biết nói bạn đừng trách một tên gây vì y đã cố thử cô cũng không y như vậy thế là chúng tôi thành bạn sau đó những người này nhân vật chính trong kịch bản the hamlet tất cả đều được tôi ghi lại trong thư gửi cho thím cùng với ảnh chụp của tôi và họ. Thậm chí cả một nhân vật bất đắc dĩ là đạo diễn nữa. Cũng có kèm ảnh của trại tị nạn với cư dân địa phương và những mẫu báo mà ông tướng đã đưa tôi trước chuyến đi sang đây. Chết đuối, hại tạc, hiếp dâm, ăn thịt người. Đại loại những tiêu đề lớn như vậy. Tướng quân đã đọc cho tôi nghe những bản tin cả kinh hoàng lẫn hân hoan xen kẽ nhau và ngày một tăng cấp độ về đoàn người tị nạn được tường thuật lại chỉ một trong hai con thuyền là còn sống sót sau khi vượt qua các bãi bờ lau lách quê nhà rồi dạt đến nơi bán an toàn những bến bờ gần nhất ở hương cảng nam dương mã lai á và phi luật tân còn chiếc kia bị bão và hải tặc nhấn chìm nó đây này. Ông tướng nói. Rồi nút lắc tờ báo đưa về phía tôi. Đây bằng chứng cho thấy bầy khốn cộng sản đang ra tay. Tiểu trừ cả đất nước. Trong thư gửi cho thím của Man. Tôi trình bày ý tôi thật buồn khi thấy những câu chuyện này bằng mực thương và đọc được và viết có thực những chuyện này có xảy ra không hay chỉ là tuyên truyền rồi bằng mực tàng hình không hiện chữ tôi viết tiếp thưa thủ trưởng ông nghĩ xem có giấc mơ nào có thể cưỡng bức những người tị nạn này tìm đường trốn thoát lấy biển khơi làm sinh lộ trên những chiếc thuyền bé bỏng mỏng manh dễ đắm những con thuyền sẽ làm cả đến christopher columbus cũng kinh dị nếu cuộc cách mạng phe tan làm là để phục vụ nhân dân tại sao những con người này lại bỏ phiếu bằng chân tìm đường trốn chạy vậy hồi đó tôi còn bí không có câu trả lời cho những câu hỏi này đến nay thì tôi mới bắt đầu hiểu ra mọi thứ trên phim trường diễn ra suôn sẻ cho đến giáng sinh lúc tiết trời đã dịu mát nhiều dù nó vẫn có cảm tưởng như cái nóng vẫn vây quanh không ngớt theo cảm quan của người mỹ hầu hết các cảnh quay trước tháng chạp đều linh tinh chưa phải cảnh chiến trận trung sĩ bellamy đến việt nam và chẳng bao lâu sau bị bọn nhu đảng chạy xe gắn máy nhật mất máy ảnh một cảnh khác ở khu phố gần đó có khu vực quảng trường được tái hiện cho giống với khu trung tâm Sài Gòn sầm uất, đủ cả với xe taxi Renault, biển quảng cáo chính gốc với chữ Việt và các hàng rong vỉa hè. Cũng tại khu này, đại úy xem mượt nhận được lệnh gọi đến sở chỉ huy và bị một vị tướng cằn nhằn khiển trách vì anh đã khui ra vụ một đại tá tham nhũng. Thế là anh bị phạt thuyên chuyển ra chỉ huy ngoài buôn làng cảnh đồng áng của đời sống thôn giả với nông dân trồng lúa trên đồng. Trong khi lính biệt kích mũ nồi xanh mẫn cán, giám sát việc xây dựng các công sự. Một biệt kích bê -rê xanh bất mãn, viết ngoạch ngoạc lên nón sắt. Tôi tin vào Chúa, nhưng Chúa tin vào Napan. Đại úy xem mật có bài nói chuyện khích lệ tinh thần đầy sắc bén với lực lượng dân về bên những khẩu súng trường cũ kỹ cò súng đã cài chốt an toàn những đôi chân lóng ngóng mang giày sáng đan trung sĩ bellamy dẫn đầu toán dân về tập tác xạ tập sung trận bò trường dưới hàng rào kẽm gai concertina chuẩn bị các cuộc phục kích ban đêm với đội hình chữ n rồi những cuộc giao tranh đầu tiên Điếp phe vua công không hiển thị trên phim và phe bảo vệ buôn làng chủ yếu quay cảnh dân vệ bắn một phát súng cối vào màn đêm ngày giờ làm việc của tôi chuyên chú lo bảo đảm cho các vai phụ biết chỗ kho trang phục ở đâu khi nào thì tới lượt quay cảnh họ diễn khẩu phần ăn nhận tiền lương hàng tuần mỗi ngày một đô la và thời lượng vai diễn tương ứng phần lớn các cảnh thuộc hạng mục nhân sự dân sự ở đây theo nghĩa là có thể vô tội nhưng cũng có thể là việt cộng và do đó vẫn có thể bị giết hoặc vì vô tội hoặc vì là việt cộng hầu hết các vai phụ đã quen thuộc hết và do đó tôi không phải có diễn giải chi tiết để chuẩn bị tâm lý thích đáng cho họ trong các cảnh diễn nào là có thể bị nổ tung bị què tay chân hoặc chỉ đơn giản là bị bắn hạng mục lớn nhất tiếp theo là người lính quân lực việt nam cộng hòa tất cả các diễn viên phụ nam giới đều muốn đóng vai này mặc dù theo quan điểm của lính mỹ đây được quy ước là vừa là bạn nhưng cũng có thể vừa là thù và do đó vẫn có thể bị giết dù là bạn hay thù trong số vai phụ có nhiều người là cựu chiến binh quân lực việt nam cộng hòa nên khi phân vai tôi không gặp khó khăn gì hết rắc rối nhất là các vai du kích mặt trận giải phóng thường được gọi là việt cộng không ai muốn làm việt cộng hết cho dù có diễn thì cũng chỉ diễn một bên thôi bằng đủ thứ nguyên do những chiến binh chiến đấu cho tự do trong dòng người tị nạn. Khinh khi người lính phía bên kia, đừng nói là không gây ngạc nhiên nhé, khinh miệt thậm tệ luôn. Như thường hằng, bác tiên sẽ giải quyết được vấn đề thôi. Sau một hồi nghe tôi thuyết phục mạnh, Violet đã đồng ý tăng đôi tiền lương cho những người diễn vai Việt Cộng. Quả là một khích lệ khiến những người đấu tranh cho tự do bên này không còn thấy việc chịu diễn vai lính bên kia đã là một cái gì gớm ghiếc đáng xa lánh một phần làm họ thấy khó chịu là vì họ sẽ được gọi diễn cảnh tra tấn binh và cưỡng hiếp mai mối giao tiếp giữa tôi với nhà đạo diễn tài danh bắt đầu được lộ rõ hơn xung quanh vấn đề đặt ra trong phân cảnh cưỡng hiếp mai dù trước đó anh ta đã phát cáo với tôi vì tôi thay mặt các vai phụ lên tiếng đòi tăng lương. Không nào đúng, tôi ngồi xuống bàn ăn trưa của anh ta một ngày trước khi quay cảnh cưỡng hiếp và đặt câu hỏi liệu một vụ hiếp dâm có thực sự cần thiết hay không? Có vẻ hơi nặng ký. Một chút liệu pháp gây sốc đâu đến nỗi làm tổn thương người xem đâu anh ta vừa nói vừa cầm cái nĩa chỉ vào tôi đôi khi họ cần một cú đá vào mông để cảm nhận được chút gì sau khi đã ngồi quá lâu một cú vỗ vào cả hai mông thôi chứ có phải vào mặt đâu đây là chiến tranh và hãm hiếp xảy ra tôi có bổn phận phải làm cho người ta thấy như vậy dù là một kẻ yếu bóng vía như anh hiển nhiên là không đồng ý cú tấn công vô cớ làm tôi thấy choáng mấy chữ yếu bóng vía đã lay động tâm hồn tôi với sắc màu sinh động của tranh hoa hồ tôi đâu phải là kẻ yếu bóng vía tôi trả lời cuối cùng tôi cũng thốt nên lời được sau khi định thần lại anh ta khịt khịt mũi thế chẳng phải đó là chữ mà đồng bào anh gọi những ai cùng phe với người da trắng như tôi à hay là chữ kẻ thua cuộc mới đúng về điểm này thì tôi không thể không đồng ý cái kẻ mà chính tôi phơi bày ra đã nhận là thuộc về bên thua cuộc đồng thời cũng chỉ ra rằng phía người mỹ cũng thua cuộc thì còn giúp ai được cái gì nữa được rồi tôi trả lời tôi là kẻ thua cuộc tôi thua cuộc là vì tin vào tất cả những lời hứa mà nước Mỹ của anh đã hứa với những người như tôi. Các anh đến và bảo rằng chúng tôi là bạn, là đồng minh. Nhưng các anh cứ khư khư cái ý thức, không bao giờ tin vào chúng tôi. Từ đó lại còn kém tôn trọng chúng tôi nữa. Chỉ những người thua cuộc như chúng tôi mới mù quáng không nhìn ra những gì hôm nay hiện hiện quá rõ ràng. Mới không nhìn thấy cái cách các anh không muốn làm bạn với bạn bè đích thực nó như thế nào. Trong thâm tâm, các anh là kẻ đa nghi, mà chỉ những thằng gốc và phường phản trắc mới tin vào những lời hứa đó. Chẳng phải anh ta để tôi nói một mạch không ngắt lời đâu. Kiểu của anh ta chẳng phải vậy đâu. Anh ta đột ngay khi tôi mới nói lên lời. Ôi, đa văn biện ngữ dữ nhỉ có một con lương tâm nào đang cắn rứt tôi thế này người biết tất cả là người chẳng biết cái quái gì một nhà thông thái ngốc thì phủ định thông thái anh biết có ai khác có ý kiến về đủ thứ chuyện mà chẳng ai thèm chú ý tới không bà cụ lão nhà tôi đấy anh tưởng vì anh đã học đại học nên người ta nghe những gì anh nói sao quá tệ đi anh đã lấy một văn bằng cử nhân của một khoa học nhảm nhí. Không biết có phải tôi đã đi quá xa khi tôi văn tục không? Nhưng anh ta cũng đi quá xa tương tự khi đòi dọa giết tôi. Ông quen mồm nói dọa giết thôi. Violet nói với tôi khi nghe tôi báo cho cô ấy biết chuyện. Đó chỉ là một cách nói. Này, thí dụ cam đoàn móc mắt tôi bằng muỗng, rồi ép tôi ăn nó, thì hầu như chẳng nói lên nghĩa bóng quái gì cả. Thì cũng vậy, bất kỳ cảnh diễn tả vụ cưỡng hiếp mai cũng đâu chỉ đơn giản là lỗi, ẩn dụ đâu. Không, hiếp dâm là một thứ hung đồ tàn bạo do trí tưởng tượng sanh ra, ít ra cũng đã được bày làm chứng tích trên phim đến cảnh quay thực tế chỉ có đạo diễn một nhóm ekip bốn kẻ vào vai hiếp dâm và ayasu có mặt tôi phải chờ một năm sau mới xem được cảnh đó trong một rạp cine tồi tàn ở vọng cát nhưng tôi tận mắt chứng kiến cảnh quay gốc của chem chun vào hai tuần sau anh bị đột trần từ thắt lưng lên và bị trói vào một tấm ván tấm ván đặt trên cơ thể của một diễn viên phụ vào vai dân vệ đã chết trên đó là một chèm chùn hoang mang lo sợ nằm nghiêng đầu xuống đất chuẩn bị chịu màn trấn nước từ cùng bốn người việt cộng đã hãm hiếp mai đứng cạnh chèm chùn thông qua tôi đạo diễn gọi tên các diễn viên phụ mà không nhìn tôi lấy một lần vì hai chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa tại tình tiết này trong kịch bản thì đây là lần đầu tiên các anh chạm vào kẻ thù đạo diễn nói với những diễn viên phụ đóng vai kẻ hiếp dâm đạo diễn chọn họ vì trong nhiều cảnh quay khác họ đã diễn xuất rất khá sự hung hãn cộng thêm các đặc điểm hình thể da màu chuối bầm và mắt hí như mắt lươn. Các anh đã phục kích một đội tuần tiểu và đây là tên duy nhất sống sót. Hắn là một tên bù nhìn, làm tay sai tôi tớ cho đế quốc, một kẻ phản quốc. Không gì ghê tởm hơn kẻ bán nước để kiếm chút canh thừa cá cạn. Còn các anh, tiểu đoàn huyền thoại của các anh đã bị cắt làm hai rồi hàng trăm đồng chí các anh đã chết và hàng trăm người khác sẽ chết trong trận chiến sắp tới các anh đã quyết liều chết vì tổ quốc nhưng tự nhiên thấy ngập tràn sợ hãi nay lại xảy đến vụ tên chó đẻ khốn kiếp này nó da vàng nhưng lại mang tâm địa da trắng các anh ghét tên khốn này các anh sẽ bắt hắn nhận tội phản động và bắt hắn trả giá. Nhưng trên hết nên nhớ, hãy an nhiên tự tại để diễn một cách tự nhiên. Các hướng dẫn này gây ra một số lẫn lộn bối rối cho các diễn viên phụ. Người cao hơn cả trong bọn là hạ sĩ quan. Một trung sĩ nói, Ông muốn chúng tôi phải lấy làm vui thú khi tra tấn anh chàng phải không? người vai phụ lùn nhất nói nhưng mà diễn xuất tự nhiên cái gì trung sĩ cao lớn nói lúc nào ổng cũng nói vậy hết à nhưng sao mà diễn tự nhiên như một việt cộng được chứ anh đạo diễn nói có chuyện gì vậy chèm dù nói vâng có gì sai hả trung sĩ cao lớn nói không có gì không có gì sai hết chúng tôi thoải mái. Chúng tôi không sao cả. Chúng tôi là số một. Rồi anh ta quay lại nói tiếng Việt. Coi nè, coi ông nói gì nè. Ông muốn mình diễn cho thật. Nhưng mà sao diễn Việt Cộng cho thật được chứ? Mẹ kiếp Việt Cộng, hiểu rồi chứ? Rồi họ nhất định làm bằng cách như vậy. Bốn người cựu chiến binh chiến đấu cho tự do. Vừa là người tị nạn, căm phẫn, trung tưởng tượng tâm lý hận thù chiến binh tự do phía bên kia khi máy quay bắt đầu lăn thì đạo diễn không còn can thiệp thúc hối gì nữa nhóm bốn người này bắt đầu hú trườn và lao tới tấp vào đối tượng căm thù tại tình tiết này trong kịch bản James jun trong vai binh còn có tên khác là benny đã bị một toán dọ thám bắt được toán này do một biệt kích da đen của biệt đội a dẫn đầu đó là trung sĩ peter etters theo một giai đoạn xưa etters truy ngược với gia phả mình hai thế kỷ vào thời crispus etters bị quân đế quốc anh ở boston hành quyết và đó là người da đen đầu tiên được biết tới nhiều nhất đã hy sinh tuấn tiết vì chính nghĩa của người da trắng một khi gia phả Estex đã hiện bày, thì nó như cũng đã ám vào định mệnh của Estex. Vào đúng lúc, anh ta sẽ mắc bẫy, bị một cái kẹp cùng nhọn làm bằng gai tre bập vào chân trái. Trong khi quân số còn lại của một tiểu đội lực lượng quân chúng bản làng đã bị diệt gọn, Estex và binh bắn trả cầm cự cho đến khi Estex bất tỉnh và binh hết đạn. Khi Việt Cộng bắt được họ, chúng đã phạm vào một trong những trọng tội mạo phạm ghê tởm với Estes. Chúng thiến anh và lấy cái đó nhét vào mồm nạn nhân. Chuyện này, theo Claude nói thời các khóa huấn luyện về thẩm vấn lúc trước, là nhất định đã có xảy ra việc các bộ tộc người Mỹ bản địa cũng gây tội mạo phạm như thế lên bọn thực dân da trắng. Mặc dù hai nơi khác biệt chủng tộc hoàn toàn xa nhau hàng ngàn dặm và sai biệt hàng thế kỷ. Claude nói, xem đi, vừa cho mọi người xem những thước phim âm bản trắng đen xưa, chậm chậm chạy, lần lượt tả lại một cuộc thảm sát bản địa như vậy rồi anh làm tiếp với một loạt ảnh đen trắng khác cho thấy xác chết bị phân thây của một chú lính chi ai mỹ bị việt cộng bắt ai nói chúng ta không cùng chung một bản tính người chứ claude vừa nói vừa trình tiếp loạt ảnh lính mỹ đi tiểu trên xác chết của việt cộng số vận binh giờ nằm trọn trong tay việt cộng chúng dành số nước khan hiếm ít ỏi không phải để tắm mà là để tra tấn trong khi james june hoặc gặp đóng thế của anh ta trong một loạt các cảnh quay khác bị trói vào tấm ván bị bịt mặt với tấm vải bẩn bịt kín trùm đầu một tên việt cộng lấy bi đông nước của Essex múc nước đổ chậm rãi thong thả từ chân lên đầu binh và nước thấm ướt vải bịt mặt. Chèm dùn thì khỏe hơn. Việc tra tấn bằng nước chỉ xảy ra trong các cảnh quay đòi hỏi diễn viên đóng thế. Bên dưới tấm vải bịt mặt, người đóng thế đã bịt kín lỗ mũi và ngậm một ống thở trong miệng. Vì dĩ nhiên không ai thở được dưới dòng nước đổ cảm giác mà nạn nhân phải chịu rất gần với cái chết đuối hoặc tương tự mà tôi đã được các phạm nhân còn sống sót kể lại khi bị đưa ra thẩm vấn hay các nhân viên thẩm vấn Tây Ban Nha tả lại về việc tra tấn bằng nước. Lần lượt, các câu hỏi được đặt ra cho James Jun và trong khi nước không ngừng tràn lên mặt anh, Việt Cộng bu quanh, chửi bới đấm đá anh. Dĩ nhiên tất cả đều diễn, cố làm cho y như thật. Bị đòn như vậy, bị đổ nước như vậy, ngực bụng bị đè nặng như vậy. Sau một hồi, những mặt trời nhiệt đới nóng ran như Sophia Loren, không chỉ chem chun mà ngay cả những diễn viên phụ cũng bắt đầu mướt mồ hôi sau bao nhiêu nỗ lực đây là điều mà có lẽ ít người nhận ra rằng đánh đập người khác là một việc nặng nề khó nhọc chứ đâu có dễ dầu gì tôi biết có nhiều nhân viên thẩm vấn bị căng cơ lưng giãn cơ bắp rách gân hoặc dây chằng thậm chí suy nhược tay chân chưa kể đến việc khàn tiếng nữa vì trong khi phạm nhân la hét khóc lóc nghẹn ngào thú nhận hoặc cố gắng thú nhận hoặc chỉ đơn giản là nói dối. Người thẩm vấn phải không ngừng lên giọng đều đều những hình dung từ, những câu lăng mạ, cầu nhào, yêu cầu đòi hỏi, mệnh lệnh và khiêu khích họ với tất cả sự tập trung và sáng tạo của một phụ nữ vận hành một đường dây tán tỉnh bằng chuyện tình dục. Nó rất tốn sức và đòi hỏi tập trung tinh thần cao độ để khỏi bị lập đi lập lại thành một đống lời lẽ chửi bới lăng mạ và ở đây ít nhất các diễn viên phụ đã vụng vấp khi diễn không nên đổ lỗi cho họ họ đâu có chuyên mà kịch bản chỉ bảo là những việc cộng tra hỏi phải chơi rủa và đối xử với binh bằng cái lối nói của việt cộng còn lại là tùy cơ ứng biến các diễn viên phụ buộc phải tiếp tục diễn cái bài nói tới nói lui có bình nhiều đó thứ chữ nghĩa đầu đường xó chợ bằng tiếng việt mà người trên trường quay không ai có thể quên được thật vậy trong khi hầu hết thành viên ekip làm phim không biết nói những tiếng việt đơn giản như cảm ơn hay làm ơn Thế mà đến cuối buổi diễn, ai cũng biết nói mẹ kiếp, mẹ mày. Hay có khi dịch ra là đù ma. Bản thân tôi không bao giờ để ý đến sự tục tiểu đó. Nhưng phải thán phục cách mà các vai phụ bắt từng chút tinh túy sáng tạo. Rồi dè sèn phun ra những danh từ, động từ, tĩnh từ, trạng từ, tán thanh từ. Và còn tăng thêm ngữ điệu không chỉ căm ghét giận dữ mà thậm chí tại vài tình tiết còn tỏ sự thông cảm nữa đúng ma đúng ma đúng ma mà. sau màn đánh đập chửi bới và trấn nước tấm vải ướt bịt mặt binh được tháo khỏi đầu để hiện ra lại một James chun kẻ biết rằng đây là cơ hội tốt nhất của anh ta cho một diễn viên phụ tầm oscar Trước đây, anh đã từng góp mặt nhiều lần trên màn bạc, trong những vai người phương đông mờ nhạt thôi. Nhưng trong số những cái chết đó, chẳng cái nào có được nỗi đau đớn như vậy, cao quý như vậy. Để xem nào, một đêm nọ tại quán bar của khách sạn anh ta kể, tôi đã bị Robert Mitchum đánh bằng nắm đấm bọc đồng, bị Ernest Borgnine đâm vào lưng, bị Frank Sinatra bắn vào đầu, bị James Coburn siết cổ, bị một diễn viên mà anh không biết đâu treo cổ, bị một người khác ném từ trên một tòa nhà chọc trời xuống đất, bị một băng du đảng người Hoa Tọng vào một túi đồ giặt rồi tống ra cửa sổ kinh khí cầu Zeppelin rơi xuống sông Hudson. Oh, anh mà vâng tôi còn bị một đội lính nhật bản mổ bụng nữa chứ nhưng đó là những cái chết nhanh chóng tất cả từng hiện trên màn bạc chỉ nhiều nhất là một vài giây và nhiều lần như thế tuy nhiên lần này nói đến đây anh ta phô ra một cái cười ngả nghiêng như của một người đẹp mới được đăng quang hoa hậu sẽ phải tốn đất thì giờ để giết được tôi Vậy nên, hãy bất cứ khi nào tấm vải bịt mặt được cởi ra, và nó đã được cởi ra nhiều lần trong phiên tra khảo. Chèm Chun đã ăn lấy ăn để trên phim trường với sự cuồng nhiệt hao háo của một người biết rằng anh ta sẽ không có cơ hội gây chú ý một khi cậu nhỏ không có đối thủ và dễ thương muôn thuở kia bị mẹ ngăn không cho phép xem cảnh này anh nhăn mặt, rên rỉ, cầu nhào, khóc than kêu gào. Tất cả đều có nước mắt thật như được kéo đầu từ dưới sâu trong người anh lên vậy. Sau đó anh hét lên, kêu la, thét gào, quằn quại, vặn vẹo, quẫy đạp, nôn oẹ và cao trào là khi anh ói mửa. Bao thứ hầm bà lằng chua mặn trào ngược ra. Có cả trứng với xúc xích của bữa điểm tâm nữa chứ khi cảnh quay mở rộng đầu tiên này kết thúc. Cả ekip làm phim nín lặng như buổi nguyện trong thánh đường. Họ sững sờ khi thấy sau pha diễn, chỉ còn lại một James jun bầm dập sơ xác như một tên nô lệ bất khuất trong đồn điền của Mỹ. Đích thân đạo diễn lấy một chiếc khăn ướt, quỳ xuống bên nam diễn viên vẫn còn bị trói, nhẹ nhàng lau những vết nôn bẩn khỏi mặt Jem Jun. Thật tuyệt! Jimmy, đúng là tuyệt vời! Jem Jun hồn hển trả lời. Cảm ơn ông! Giờ thì để chắc chắn, hãy thử một lần nữa. Thực tế, cần thêm 6 lần nữa trước khi đạo diễn tuyên bố hài lòng. Một buổi trưa, sau lần thứ ba, đạo diễn hỏi jem Chun có muốn tạm cắt ngang để ăn chưa không thì nam diễn viên đã rùng mình và thì thầm không 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 đừng cởi trói tôi tôi đang bị tra tấn mà đúng không trong khi các thành viên còn lại và đoàn làm phim rút vào bóng râm của nhà hàng ăn tôi ngồi bên cạnh jem jun và tỏ ý lấy dù che nắng cho nhưng anh ta lắc đầu với cả quyết tâm nhẫn nại. Không, chết thật tôi đang chứng nghiệm việc ngày trôi qua ra sao. Có một giờ đồng hồ phơi nắng thôi. Còn những gì binh phải kinh qua còn tôi tệ hơn phải không nào? Tệ hơn nhiều. Tôi đồng tình với anh ta. Kinh nghiệm đau thương của Jem Jun ít nhất sẽ kết thúc nội hôm nay hoặc đại khái thế như anh mong trong khi sự đầy ải lăng nhục tù nhân thực ngoài đời vẫn tiếp diễn trong nhiều ngày nhiều tuần nhiều tháng nhiều năm điều này đúng với những ai bị các đồng chí cộng sản của tôi bắt được theo báo cáo tình báo của chúng tôi mà nó cũng đúng với những người bị các đồng nghiệp của tôi tra hỏi trong cục cảnh sát đặc biệt có phải các cuộc hỏi cung của cảnh sát đặc biệt mất quá nhiều thì giờ vì nhân viên thẩm vấn quá kỹ lưỡng, vì thiếu tưởng tượng hay vì tàn ác vậy? Vì tất cả những cái đó cộng lại, lọt trả lời thế. Tuy nhiên, thiếu tưởng tượng và tàn ác lại mâu thuẫn với kỹ lưỡng. Anh nói khi đăng giảng cho một khóa học cảnh sát chìm tại trung tâm thẩm vấn ở tổng nha cảnh sát. Đôi mắt không chớp, nhìn qua cửa sổ mở ra bến cảng Sài Gòn. 20 học viên khóa chuyên cảnh sát chìm của anh. Trong đó có cả tôi nữa, đều là binh sĩ bên quân đội hoặc cảnh sát qua. Nhưng bọn tôi đều kiêng về quyền uy của anh, nơi cái cung cách viễn kiến của anh. Cùng một nòi với các giáo sư tại Sorbonne hoặc Harvard hoặc Cambridge. Vì sao? Bạo lực vũ phu không phải là câu trả lời. Thưa các quý ông, câu hỏi là làm thế nào để khai thác tin tức và tìm sự hợp tác? Sức mạnh thô bạo sẽ cho ta thu được những lời khai không ra gì, khai dối, khai bừa hoặc tệ hơn nữa, là chỉ có những lời khai mà phạm nhân nghĩ rằng bạn muốn nghe. Anh ta sẽ khai bất cứ thứ gì để khỏi bị tra tấn. Claude đưa tay chỉ các món đồ thương phẩm đăng bày trên bàn. Tất cả những thứ này ở đây phần lớn được chế tạo tại Pháp, gồm một dùi cui, một thùng chứa xăng bằng nhựa được làm lại để chứa nước xà phòng, kìm, máy phát điện cầm tay, dùng kèm cho điện thoại viễn liên chiến trường tất cả đều vô dụng thẩm vấn không phải là nhục hình đòn vọt thẩm vấn là cả một khoa học chính tôi và các cảnh sát chìm khác đều ghi chép lại hết xuống sổ tay plot là cố vấn mỹ và chúng tôi mong đợi kiến thức tối tân nơi ông cũng như tất cả các cố vấn mỹ khác chúng tôi đã không thất vọng thẩm vấn là việc vụ về tâm trước nhất, về thân chỉ là thứ yếu. Ông nói, bạn đâu cần phải để lại vết sẹo hay vết hằn trên cơ thể. Nghe có vẻ phản trực giác phải không? Nhưng đó là sự thật. Chúng tôi đã bỏ ra hàng triệu đô la để chứng minh điều đó trong phòng thí nghiệm. Đành rằng, nguyên tắc là căn bản nền tảng. Nhưng khi áp dụng nên sáng tạo và ứng biến sao cho phù hợp với từng cá nhân hoặc may bỏng theo trí tưởng tượng của nhân viên thẩm vấn mất phương hướng mất cảm giác tự trừng phạt những nguyên tắc này đã được các nhà khoa học giỏi nhất trên thế giới chứng minh đó là các nhà khoa học mỹ chúng tôi đã chỉ ra rằng tinh thần con người nếu bị những điều kiện đúng đắn chinh phục sẽ bị bẻ gãy nhanh hơn thể xác tất cả những thứ này một lần nữa ông lại vẫy tay coi thường các thứ mà chúng ta thấy nãy giờ đó chỉ là rác rưởi thời trung cổ công cụ của những kẻ man rợ thời xưa cũ chứ không phải của các nhà khoa học thời tân tiến này là trò tra tấn thời trung cổ thay vì kỹ thuật thẩm vấn hiện đại phải mất hàng tháng mới làm đối tượng suy sụp với những thứ này. Nhưng trùm bao bố lên đầu, trói hai tay xuống hạ bộ, bịt tai rồi bỏ anh ta vào một xà liêm tối đen hoàn toàn trong một tuần, thì khả năng kháng cự con người bị triệt tiêu chỉ còn là một vũng nước. Nước, James June nói, cho tôi ít nước. Tôi đem nước cho anh, dù bị cơn trấn nước nhưng anh thật không có chút nước trừ thứ thấm qua tấm vải ướt chỉ đủ ướt anh ta nói trong tiếng nghẹt thở cánh tay anh vẫn còn bị trói tôi nhỏ nước từ từ chảy xuống cầu họng anh anh lẩm bẩm cảm ơn anh cảm ơn giống y như bất kỳ phạm nhân nào cũng sẽ biết ơn kẻ tra tấn vì nước vì miếng thức ăn hay một giây phút ngủ mà kẻ tra tấn đã cố tình ban nhỏ giọt. Được một lúc, tôi thấy nhẹ lòng khi nghe giọng của đạo diễn gọi to. Được rồi, ta hãy hoàn thành việc này để Jimmy có thể quay lại bể bơi. Sau đó, đến lần cuối cùng, tốn mất 2 giờ đồng hồ, James Chun mới thực sự bày nhảy vì đau đớn mặt ướt đẫm mồ hôi nhầy nhụa trong nôn mửa và nước mắt đó là cảnh tượng mà tôi đã thấy lúc trước vụ nữ đặc công cộng sản nhưng hồi đó là chuyện thật thật đến nỗi tôi không dám nghĩ tới khuôn mặt cô tôi tập trung vào trạng thái tưởng tượng cho tình huống suy sụp hoàn toàn mà đạo diễn muốn có cho cảnh tiếp theo mà tự nó đòi hỏi và làm lại nhiều lần trong cảnh này, cảnh cuối cùng của James Jun trong phim. Việt Cộng thất vọng vì không thể bẻ gãy được nạn nhân và bắt anh ta nhận tội nên lấy một cái thuộng đập vô đầu anh. Tuy nhiên, vì thấm mệt sau một hồi hành hạ nạn nhân, Bộ Tứ lần đầu tiên dừng tay nghỉ để hút một điếu thuốc Marlboro của Peter Ettax họ không ngờ đã đánh giá thấp ý chí của anh binh này cũng như nhiều chiến hữu miền nam của anh dù là chiến binh tự do bên này hay chiến binh tự do bên kia cũng đều dễ tính như một vận động viên lướt sóng ở california quan tâm về mọi vấn đề ngoại trừ vấn đề lấy lại nền độc lập từ tay kẻ bạo ngược bị bỏ mặc một mình lại không bị bịt mặt. Anh tự cắn lưỡi và chết đuối dưới vòi máu giả của chính mình. Một món hàng chợ chừng 35 đô la một ga lông mà tốn hết khoảng 2 ga lông để bôi lên chèm chun và hóa trang cho nền đất ở bên dưới. Tuy nhiên, khi đến vụ óc não binh, Harry đã tự pha chế một thứ chất não tự chế một công thức nhà nghề bằng bột yến mạch trộn với thạch rau câu, cho ra một mớ hỗn độn vón cục màu xám mà anh ta thích bôi lên đất quanh chỗ đầu chèm chùn. Tay máy quay phim cố ý tiến gần để quay cận cảnh ánh nhìn trong mắt binh là cái mà tôi không thể nhìn thấy từ nơi tôi đang đứng xem. Nhưng tôi cho rằng đó là một pha trộn thần thánh giữa đau đớn, mộng mê và mộng mị đau đớn. Bất chấp đủ thứ nhục hình tra khảo phải chịu, anh chưa hề hé ra một lời khai, dù ít nhất là một chữ nào nghe ra cho rõ. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong tập 9 chương 10 của tác phẩm The Sympathizer hay là Kẻ nằm vùng. Xin hẹn quý vị ở tập 10 kế tiếp.